Hello, Hoàng xin chào cả nhà nha. Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người cách đắp bột của chị làm chung tiệm với Hoàng nha. Thì đây là cách đắp bột của chị. Chị thì đắp cũng giống như Hoàng mọi người, đắp một cục bột thôi nha. Thì nói chung á, là mình tập đắp một cục bột á, thì mình làm khách thì nó sẽ được nhanh hơn nha. Ra cái bộ móng thì nó lẹ hơn, còn đắp hai ba cục á thì nó hơi mất thời gian chút xíu, nhưng mà cái đó là mỗi cách của mỗi người mà mình không có bàn tới, thì ai đắp sau vẫn sao ra một cái bộ tay nó đẹp là ok nha. Đây thì đây là cách đắp bột của chị. Những khu mà khu ba màu hoặc khu đen mọi người, thì đắp móng dài thì cọ thường thường là xài cọ 20 22 gì đó nha mọi người. Đó cũng tùy tiệm thôi, có tiệm mà mình đắp móng ngắn thì mình xài cọ nhỏ hơn, tại vì xài cọ to mọi người thì mình lấy cục bột bự quá để cái ngón tay của người khách thì nó nhỏ quá nên nó cũng hơi khó chút xíu đó. Mùa đông thì đắp bột mình lấy nước ít ít lại cho mọi người, nếu mà mình lấy nước nhiều quá thì bột nó sẽ rất là chảy nha. Đó, lúc nào trên cuticle cũng phải mỏng nha mọi người, mỏng để cho nó nằm ôm sát vô cuticle thì lúc mình giũa nó dễ hơn, với lại lúc mà nó đỡ bị liếc hơn nha. Móng tip này là móng tip pony mọi người, có chỉ cắt ngắn xuống là nó thành coffin luôn. Thì bây giờ những người khách người ta làm ra cái móng này thì cũng dễ làm lắm. Mình nói chung là mình chạy khách mình gắn là mình chỉ cần cắt ngắn xuống, mình đo rồi mình đắp bột luôn, cũng rất rất là nhanh nha. Đó, thiếu một chút xíu ở trên nó chưa có tròn đó, thì mình sẽ lấy chút xíu bột bỏ lên giống như phiêu vậy mọi người. Đó, cho ngay chỗ đó nó dày lên một chút xíu để nó khó gãy nha. Rồi cho nó ôm vô hai bên, lúc nào cũng ôm vô để chút nữa mình vũ xếp nó đỡ cực cho mình nha. Xong qua tới ngón này, người thấy cái cách của chị đắp rất là nhẹ nhàng nha mọi người. Đây, lấy bột rồi chế thêm miếng liquid bịch vô nè. Rồi mọi người xem cách chị lấy bột này đó, đặt lên nhẹ nhàng thôi, kéo xuống cũng từ từ nha. Mọi người thấy bột không? Thì bột này cũng rất là dẻo nha mọi người. Nói chung là bột chi sầu cũng dễ làm, dẻo, nhưng mà cái cách của chị đắp nhẹ nhàng nên lúc mà chị kéo xuống hết á, thì kéo nó đang khô khô, mọi người kéo xuống thì bột nó sẽ không có chảy xuống tờ giấy nhiều quá, cũng đỡ tốn bột. Đắp như vậy thì chủ thương nha mọi người. Rồi đó, nhớ là cho cái đầu đầu móng nó có bột nha. Có nhiều người đắp á, thì nó hơi mỏng chút xíu thì móng tay người khách sẽ rất là dễ gãy nha mọi người. Mình mà đắp một cục bột á, thường thường á là cái cuticle của mình nó nhiều khi á mình không có kịp chỉnh cho nó tròn á mọi người, thì nếu mà chưa có tròn thì mình có thể lấy chút xíu bột mình để như đó, mình đắp lại chút xíu bột vào đó thì cho nó cuticle nó tròn lại đó. Còn mọi người coi cách đắp bột nha, để đặt lên dĩnh lại một chút xíu nha, rồi lôi cục bột xuống chút xíu. Đó, đợi một chút xíu. Nhớ là cho cục bột vô chính giữa nha mọi người, đừng có cho nó chảy ra hai bên. Nếu mà mình lấy nước nhiều quá thì bột sẽ chảy ra hai bên thì rồi, đó, cứ kéo từ từ xuống. Mùa đông mà mọi người, mùa đông thì bột nó hơi chảy á, nên mình đắp liquid thường nha. Nói chung đó là Hoàng thì Hoàng liquid nào mùa nào cũng Hoàng cũng đắp liquid thường hết mọi người. Nên có nhiều người ta đắp quen, người ta đắp xô là còn Hoàng thì Hoàng đắp thường thôi. Đó, tém vô hai bên. Rồi thì mọi người mà coi kênh của Hoàng á, thì mà muốn Hoàng chia sẻ gì á, thì nếu mà Hoàng làm được thì Hoàng sẽ có gì comment ở bên dưới, thì Hoàng sẽ có thời gian Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người nha.
rồi hoặc là comment cái gì đó, có thắc mắc gì thì hỏi Hoàng, Hoàng hiểu biết của Hoàng biết cái gì thì Hoàng sẽ chia sẻ cái đó nha mọi người. Nói chung cái nghề này á là học hoài mọi người, mỗi mỗi năm hay là mỗi tháng gì á thì nó đều ra những cái kiểu design mới, tại bây giờ rất là nhiều kiểu design nó ra luôn, người Mỹ, người Mỹ, người Việt, người nào cũng làm theo hết mọi người, nên design thì nó cứ ra mỗi mỗi ngày mỗi mỗi kiểu mới nha, nên mình cứ học hoài học mãi mọi người đó. Nói chung là chia sẻ mà chia sẻ lên vậy đó cho mình những người mà mới mới vô nghề đó, thì người ta biết cái gì thì người ta coi thì người ta cũng có thể người ta giúp đỡ người ta được chút xíu phần đó, thì giống như Hoàng người cái nào mà Hoàng không biết Hoàng cũng lên mạng Hoàng coi mấy anh chị kiểu đắp bột chia sẻ, Hoàng cũng học từ những người đó thôi. Nói chung không có ai mà giỏi liền nha, mình phải mình coi là một chuyện mà mình phải học, mình phải thực hành trên móng tay của khách hoặc là móng tay của những người mà thợ làm chung tiệm mọi người, thì mình mượn tay mình làm qua làm lại như vậy đó, thì mình sẽ học được nhanh hơn, làm trên bàn tay thiệt, thực hành trên bàn tay thiệt đó, thì nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Giống như nhiều khi nhiều bạn mà muốn học đắp bột bông nổi á mọi người, thì giống như mình làm trên cái bàn tay giả thì mình có thể xoay, hoặc là làm trên cái những cái chip đó mọi người, thì mình có thể xoay vòng vòng tròn luôn, mình có thể xoay thì làm bông nó rất là dễ rồi, nhưng mà làm trên tay khách là lại là một chuyện khác nha mọi người. Nhiều khi đó thì theo Hoàng nha, giống như là mình mới tập á mà mình làm mình hơi làm được rồi á, thì giống như mình làm cho khách thì khách muốn giống như khách quen mọi người, giống như mình kêu khách muốn làm bông không hai ngón hay là giống như 10 15 đồng hai ngón thì mình giảm xuống còn 8 đồng 10 đồng giống vậy đó, thì mình vừa học mà mình kiểu mình vừa học mình vừa giảm giá cho khách luôn, cái đó thì một công hai chuyện luôn nha mọi người. Cái đó thì mình làm từ từ sẽ quen tay của mình thôi, nói chung là phải để thời gian người phải làm cho nó quen, chứ nhiều người mà làm nail mà lâu năm á mà ít làm á, so với cái người mà mới làm nail mà người ta làm một ngày mười mấy 20 con mà ngày nào cũng vậy hết, thì tay nghề họ sẽ dẻo hơn cái người mà lâu năm nha. Thì cái đó theo Hoàng Hoàng cảm nhận giống vậy thôi, ai cũng vậy hết mà, giống như Hoàng Hoàng quay YouTube mà Hoàng một ngày Hoàng làm vài con hoặc Hoàng thua những người mà mới vô nghề á, mà người ta làm ngày mười mấy 20 con thì từ từ cái tay nghề của Hoàng nó cũng từ từ nó cũng chậm lại, nó cũng xuống nha. Nói chung cái gì mình cũng phải rèn luyện cho cái tay mình nó dẻo lên, không có ai giỏi liền đâu mọi người, ai cũng cái người nào giỏi thì trong đó họ cũng có cái làm rèn luyện mỗi ngày ngày quen tay rồi họ mới dẻo cái tay, họ mới làm được như vậy thôi rồi đó. Cứ kéo xuống từ từ nha mọi người. Chị này thì đắp bột á, thì ai mà thích đắp bột từ từ á mọi người, thì có thể mình coi theo cái kiểu đắp bột của chị này, mình có thể học Hoàng thì Hoàng Hoàng thì Hoàng đắp bột á, nếu mà bộ này Hoàng đắp bột chỉ cần 5 phút 5 5 7 phút là xong mọi người. Còn mà ai mà chậm hơn á, nói chung á mình cái mức của mình tới đâu á là nó tới đó nha mọi người. Bây giờ mà mình đã cái mức mình giống như làm một cái bàn tay ra 20 phút, nhưng mà mình muốn làm trong vòng 5 phút làm sao mình làm được mọi người. Thì còn có người mà làm ta làm quá nhanh rồi, người ta làm 5 10 phút là xong, nhưng mà bắt người ta làm nửa tiếng 40 phút làm sao người ta làm đúng không mọi người. Thì Hoàng muốn chia sẻ những video này nè, giống như là của từng người làm rồi mọi người xem, rồi ai mà thích kiểu mà đắp bột nhanh hay đắp bột lẹ thì có thể mình coi của người đó nha mọi người, thì nó dễ hơn. Đó lúc nào cũng tém là hai cái khóe nha. Rồi đầu móng lúc nào cũng phải có bột nha mọi người, cho nó khó gãy chút xíu đó, đặt lên mọi người thấy cọ hơi to không? Thì cái móng tay của người khách hơi nhỏ nên lúc mà đặt cục bột lên thì mình sẽ đặt từ cho nó nằm một bên trước, rồi xong nó nằm dính một bên rồi mình sẽ kéo qua bên kia luôn đó. Mọi người thấy hai cái tay không, phải lúc mà hai cái tay để cầm cái ngón tay của người khách đó là mình sẽ control cái ngón tay đó, mình sẽ bẻ cong qua bẻ qua bẻ qua bẻ lại nha.
đó cho nó. Nói chung là mình vuốt tới đâu thì mình quang tay mình bẻ qua bẻ lại thì nó sẽ dễ dễ dàng hơn cho mình nha mọi người, chứ đừng đừng có cầm cứng nhắc, đừng có cầm cứng nhắc mà một chỗ thì nó sẽ khó cho mình thôi. Rồi ngón cái thì mình sẽ lấy bột nhiều hơn chút xíu nha, đặt ngay chính giữa móng rồi đẩy lên từ từ đó. Ai mà giống như những cái khúc này nè, ai mà kình cho cục bột mà chưa có được mà dẻo tay mọi người thì mình bỏ lên cục bột lên á, thì giống như bột nhiều quá rồi nhiều khi lấy nước nhiều quá nó chảy á thì nó hơi khó cho mình, thì mình cứ kéo xuống thoải mái nha mọi người. Sau khi mình kéo xuống cũng giống như những món khác thôi, còn cái cây cầu mà nó chưa tròn á thì mình sẽ lấy một xíu bột mình để đặt ngay cái cây cầu mình giống như mình phiêu vậy á, thì cái ngón tay nó sẽ đẹp, cứ bình tĩnh mà làm nha mọi người. Rồi mọi người xem video nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hoàng nha. Hoàng cảm ơn mọi người rất nhiều, có gì mọi người bình luận ở bên dưới rồi Hoàng sẽ trả lời những tin nhắn của mọi người nha. Bye bye mọi người.